Chào cả nhà đã đến với kênh YouTube TV Tổng thống 6 của mình. Thì trên chuyến hành trình của mình đi xuống ở dưới đây gọi là Bến Tre, thì mình có đi ngang một ngôi nhà cổ. Ngôi nhà cổ này là gọi là nhà cổ hình cũ. Ngôi nhà này là được của một cái người giàu có ngày xưa, ông gọi là ông Khiêm. Lúc đó là ông sở hữu khoảng 2.000 mẫu ruộng. Mọi người biết 2.000 mẫu ruộng là một cái diện tích rất là lớn, phải nói là khá là khủng luôn. Và với cái gia tài đó thì ông đã mướn khoảng hơn 50 người ở ngoài miền Trung để vào làm một cái ngôi nhà này, không khác gì một cái phủ chúa, không khác gì một cái gọi là cái cung đình ngày xưa. Trong suốt 14 năm dòng giả và ngôi nhà hình cũ đã ra đời từ đây. Thì để mình sẽ giới thiệu, vừa quay vừa giới thiệu luôn cho cả nhà xem là phía trong ngôi nhà như thế nào mà xây dòng giả tới 14 năm. Thì trước mặt mình là nơi đây là ấp khu phố Đại xã Đại Điền ở gọi là Bến Tre, đúng rồi. Và nơi đây phía sau là một cái cổng của khu nhà gọi là khu nhà cổ hình phủ. Nơi đây được lát gạch đỏ nè, không biết là nơi đây có ấy không, nhưng mà mình nhìn sơ qua là ngôi nhà này đã từng có thể là sửa chữa lại rồi, tại nhìn qua lớp mái phía trong thì đã rất là mới. Và nơi đây là cái cổng rồi cả nhà, cái cổng tam quan khá là to ha, và những cái khung cửa là gần như là cũng còn nguyên vẹn. Thì không biết là khung cửa này có xây được xong hay chưa, có xây lại hay không á. Để mình vừa vào vừa quay luôn, mình nghĩ là quay đây có khả năng là được xây lại cả nhà. Cái nhà cái này thì còn nguyên nha. Ở đây là để là di tích kiến trúc quốc gia, nhà cổ hình phủ gọi là ông Hương Liêm. Và khu mộ luôn, có cả khu mộ luôn. Lát nữa ra sau mình sẽ quay luôn. Thì công trình này xây dựng từ năm 1890 đến năm 1904, là khoảng cách đó là 14 năm. Và được đưa vào di tích rồi. Tôn tạo từ năm 2013 đến năm 2015. Để coi phía trong là có cái gì. Thì khi bước vào cánh cổng phía trong, một cánh cổng sắt theo cái thời kỳ pháp thuật ngày xưa, và sau đó là những cái phía trước là lớp làm những gạch tàu đỏ, thì bạn nghĩ đây là sau này người ta ấy rồi. Và những cái cây cối này, màu đỏ rất là rực rỡ ha. Thì xa xa kia là nhà hình phủ, kiến trúc vẫn còn nguyên vẹn, nhưng mà mình nghĩ là đã từng sửa một lần, hai lần từ 2012 đến 2015 á, thì cái lớp mái bắt đầu đã mới rồi, khá là đẹp. Mọi người nghĩ là xây cái ngôi nhà 14 năm là biết. Dạ dạ, con cảm ơn cô. Xây 14 năm là mọi người biết là một cái quá trình để hoàn thiện một ngôi nhà phải nói khá là lâu ha. Nhà cổ hình phụ rất là đẹp. Phía trước ngôi nhà là có một cái bức bình phong che chắn lại luôn, che chắn cái mặt trước. Và đây bức bình phong phía trước phía sau. Ở đây được trồng rất nhiều cây cỏ hoa lá, khá là những màu sắc đó, khá là thú vị. Và đây là những cái cây nè, cây này không biết cây gì nữa mà cái lá nó cũng rất hay nha, nó màu đỏ đỏ thâm thẳm như máu vậy đó. Thì trước khi vào ngôi nhà thì mình sẽ nói sơ qua một chút rõ ràng hơn về lịch sử của ngôi nhà. Hiện tại mình đang đứng ở ngoài thôi, chưa được vào, tại vì cô chủ nói là cứ đi xung quanh một xíu rồi cô vào cô mở cho. Thì cái nhà hình phủ này tọa lạc ở xã Đại Điền, huyện thành phố tỉnh Bến Tre, và được biết là ngôi nhà cổ nhất luôn trong tỉnh luôn, là dinh thự độc đáo, là gọi là có 102 tại miền Tây. Thì về cái diện tích ngôi nhà thì theo thông tin được biết là khoảng hơn 500 m2 và có 80 cột lớn, và trong đó có 40
tám cược, cái cột được tạo những cái từ những cái thân gỗ lim nguyên khối luôn. Thì nội thất trong nhà nghe nói được chạm trổ rất là tinh xảo, sơn son thép vàng giống như là cái lối kiến trúc của cung đình ngày xưa, cái thời triều đình Huế cả nha. Dạ dạ. Dạ dạ. À, phía bên đây thì xây là một cái khung ở đây giống như là kiểu Pháp cả nhà, mình nghĩ là sau này thêm ha, hay là cũng cùng thời, anh theo là cái bộ phận bên đây là cũng cùng thời luôn hay là cùng thời luôn anh? Cùng thời luôn ha. Cái dàn móc của nó ăn liền với nhau nè. Anh cho nên là cái dàn móc này là thường thường đâu có đá xanh đâu mà ở đây bằng đá xanh luôn. Ở đây được cái dàn móng rất là cao nha. Ở và bên trên này đá xanh á. Ở trong là lót gạch rồi, còn phía đây người ta làm một cái ấy bằng đá xanh luôn ha. Đá xanh dưới rồi một những cái viền nào viền đá này nè. Đúng rồi. Anh nghĩ một ngôi nhà mà xây khoảng 14 năm thì anh nghĩ là mướn thợ từ bên ngoài miền Trung vào là chứng tỏ phía trong đó là giống như một cung đình Huế vậy đó. Đúng rồi. Mặc dù cái bề ngoài là có cái kiểu cách giống như là những cái ngôi nhà cái thời Pháp á, cái cảnh Pháp rồi á. Nhưng mà xong đó là nó mang cái đậm tính chất của cái miền Trung luôn, gọi là triều đình Huế luôn. Theo như em tìm hiểu là ở trong nhà còn những cái bao lam bạch vi được chạm trổ theo là tứ long lân quy vụng á, những cái cột kèo này là những anh thù rồi vẫn còn được chạm trổ còn nguyên vẹn. Cô ơi cho cháu hỏi ngôi nhà của mình là tu sửa khoảng 2013 đến 2015 là chị có mái không hay là có cột kèo gì ở trong không? Đâu có hoàn thành hết rồi, hồi đó con biết không? Ô mà sao để cô mặc? Dạ, mặc vẫn đẹp cơ. Để cô mặc biết sao không? Mình dạ. Lên YouTube thì phải mặc áo dài tay. Để nếu mà tụi con muốn vậy thì cô vô cô thay đồ ra. Dạ dạ cô thay đi, cô mặc gửi tụi con. Mình tôn trọng người ta. Dạ dạ dạ. Tại vì khi con lên đó người ta coi tự nhiên cái con đến rồi. Con đơn giản lắm cô. Hả? Không, đôi lúc bà con cần sự đơn giản. Không không sao hết, mình nghiêm chỉnh quá là đôi lúc nó vậy thành hả? Dạ. Tại vì cái cảnh cô quét lá như thế này nó cũng là rất là hay ở bộ. Đâu có phải là ấy đâu, cái quan trọng là dưới bề ngoài là tao có gì con cắt cái khúc mà mình nói chuyện đi, có gì. Dạ. Rồi. Tao muốn hỏi gì? Là cái ngôi nhà này là mình xây lại từ 2013 đến 2015 là mình sửa lại là nhiều không cô? À cũng chỉ là nhờ sự quan tâm, giúp dạ. đỡ của nhà nước, chính quyền các cấp để trùng tu lại cái ngôi nhà thời Quỳnh Phủ. Dạ. Đấy, thì hồi đó là nó xuống cấp dữ lắm đó nha. Nhưng mà nhà nước đã trùng tu vào năm 2013 yeah. Kéo dài đến năm 2015 yeah. là mới hoàn thành yeah. Đó, là cũng như ở trong là chụp hình lại hết nha con. Nhà nước rất là kỹ yeah. Kỹ sư lại chụp hình lại hết, làm nguyên trạng y như cũ thôi, không có cái gì mà khác hết yeah. Kiểu như là 48 cây cột thì nó hư nguyên vẹn á, là có một cây yeah. Còn cũng ở trong cái gian, trong mà cái gian chỗ phòng nghỉ của ông cụ ấy yeah. thì là nó cũng có hư như một hai cây, nó hư lên khúc thôi yeah. Thì cái khúc nào mà người ta còn được thì cũng cái khúc nào mà người ta không tận dụng được mới bỏ yeah. Khúc nào tận dụng được vẫn mấy ông vẫn lấy lại. À cô cho hỏi là cái cụ ông này kêu tên là Khiêm hay là Linh Liêm hả cô? Như hồi đó đó dân địa phương gọi ông là ông Hương Liêm, tại ông vì ông Hương cụ Liên. Ông giàu lên ông mua chức hương dạ. Thì dân địa phương mới gọi ông như vậy, chứ tên thật của ông là Quỳnh Ngọc Khiêm rồi dạ. Ông là người gốc Quế mới vô đây nè, rồi ông đi Quỳnh khai quan rồi dạ. Ông giàu lên mà ông đổ kỳ công cất cái nhà rất là đẹp, cái nhà cổ bây giờ cũng ông... như tỉnh Bến Tre mình là giờ còn được cái ngôi nhà cổ này là cổ nhất luôn, nó to dạ. Ừ, nó to đẹp nhất luôn à con, coi thông tin là đẹp nhất luôn tỉnh Bến Tre à. Dạ, dạ. Rồi cô mời mấy con đi vô trong ha. Dạ dạ dạ. Con nãy con có đọc, con biết sơ sơ qua nhưng mà nãy con tìm hiểu là kêu là cái ông cụ này ngày xưa mà tới khoảng 2.000 mẫu ruộng. Trời ơi, 2.000 mẫu ruộng là một con số rất là khủng cái thời đó. Thì sau khi trò chuyện với cô thì cô cũng đã mở cửa để mình vào để quay một phần ở phía bên trong để chiêm ngưỡng ngôi nhà của ông Hương Liêm, mà thực chất tên của ông gọi là ông Khương, ông Khiêm nha cả nhà nha. Tên Khiêm. Vượt cống qua cả một quãng đường khá là dài để đứng trước ngôi nhà nổi tiếng tại Bến Tre. Một người ngày xưa sở hữu 2.000 mẫu ruộng. Mọi người biết 2.000 mẫu ruộng là một số rất là khủng. Và ngôi nhà này xây dựng khoảng 14 năm dòng giả và hơn khoảng 50 thợ ở ngoài miền Trung vào.
Giờ xin mời cả nhà theo chân mình vào phía bên trong để khám phá. Những cái bậc thềm lên đây, những bậc tam cấp là bằng đá xanh nguyên khối được ghép lại từng bậc như thế này. 1, 2, 3, 4, 5. Và ở bên ngoài là một cái kiến trúc mọi người thấy là theo kiểu Pháp. Đó là đá, nhưng mà theo cái gian về những cái cột kèo á, được chạm chỗ thì miền Trung thì nó sắc nét rồi. Nhưng mà khi mà mở cửa mình vừa bước vào là đập mắt mình là một ngôi nhà đúng thật là giống như là của một vị quan hoặc một phụ chú ngày xưa. Thì đây là cái dàn phía trước mình bước vào. Đây, cho đi tham quan đi cơ. Con cứ đi luồn tuôn vô trong được, đi ra mà dần qua mấy sau luôn được không? Dạ. Thật sự mà nói khi mở cái cánh cửa này bước mở ra, mọi người thấy khi mà bước vào là một cái khung cảnh hoàn toàn khác luôn. Nguyên một dàn cột trong đây là có 50 cây. Và đây là những cái bộ ghế này. Trời ơi, còn một bộ ghế như thế này đâu, phải nói là khủng nha. Hoa văn chạm chỗ rất là đẹp. Cái bàn này được đính đá chứ không ạ? Đính đá cũng được. Đính đá chứ không? Chiến tranh mà không bị ảnh hưởng gì hết. Đây là có lẽ là hình của ông bà. Trời, từng cái miếng gạch ngói trên đây cũng khác người ta luôn. Để mình sẽ xây lên cho quý vị xem. Những cái phần trên cái ngói là nó cũng khác lạ hơn. Tất cả mỗi viên gạch, mỗi viên ngói trên đây đều có những cái hoa văn rất là đẹp. Nhưng do nó gạch không ấy, rồi chỉ còn để là nhiêu đó kỷ niệm thôi con. Năm gian hai trái hả con? Cái này gọi ba gian hai trái hả con? Này ba chồng con nói là ba gian hai trái, tôi kim nhà ruồng đó con. Ba gian hai trái. Ba gian hai trái. Cô nghe ba chồng cô hồi xưa nói vậy, cô nghe vậy. Mọi người thấy phim phía trước đó. Cô chỉ là cháu dâu thôi, nhưng mà giờ ba chồng cô cũng bệnh. Có hai cái chữ. Không đi là sẹo, mà sẹo không đi đâu được. Cho nên là nguyên một bộ đục đều chạm chỗ, phải nói là khủng luôn rồi. Nguyên cái nhà này đều là đúng rồi, nguyên cái nhà ngói mặt dưới đều có vẽ ba gian như thế này hết. Này quét dâu lên rồi vẽ màu lên. Nguyên cái nhà đó nha, nhưng mà là do nó là gạch nung, cho nên lúc mà năm 2013 đó, rồi nhà nước trùng tu đó mới tung xuống mới hư hết đi, thì ở nhà mới chịu khó lựa lại những viên nguyên này còn rõ còn đẹp mới làm được có gian giữa vậy thôi. Là cô chia sẻ lúc đầu là cái thứ nhất là kỷ niệm của ông, cái gì cũng dưỡng ít. Đó là gọi là kỷ niệm. Cái thứ hai đặng cho khách đó, người ta mới biết cái mái ngói ông cụ ngày xưa có vẻ như vậy. Chứ nếu con không để lại, con nói cái hoa văn thì người ta không hiểu là như thế nào. Thật là con đi rất nhiều ngôi nhà cổ rồi, nhưng mà đây là trường hợp đầu tiên mới thấy là con thấy vẽ nè, vẽ mây nè, mây, cây hoa, cảnh nè, hoa lá nè, thấy không? Đó. Rất là nhiều, mỗi viên gạch nó đặc biệt không? Hồi đó nguyên cái nhà luôn á. Nhưng mà tại vì con nghĩ nắng mưa mà trăm mấy chục năm mà sao chịu nổi. Thì nó nứt đồ hết rồi con. Với mình, nếu mình nhận lại nhưng mà rủi dồ của nó rất là cực. Cái ngôi nhà này hiện giờ là 132 năm. Như ở xứ này dân người ta gọi cái ngôi nhà cổ này là ngôi nhà cổ của ông Hương Liêm. Tại ngày xưa khi mà ông cụ ông giàu lên, ông mua cái chức hương thì dân địa phương mới gọi ông như vậy. Chứ tên thật của ông là Huỳnh Ngọc Khiêm. Ông là người gốc ở ngoài Huế á. Lúc đó gia đình mới nói là để đi vào Nam mình khai quan lập nghiệp. Khi đi là gia đình đi trên cái ghe bầu to, cứ cặp mé sông lớn đi hoài vậy đó. Đến một cái ngã rẽ kêu bằng dàm dòng luôn. Thì đi đến đó tự nhiên ông thay bao nhiêu que chèo cũng đứt hết. Mà rừng rú không mà cứ dang dẳng bên tay ông cái câu ca ru con nữa. Cây khô tưới nước cũng khô, phận nghèo đi đến xứ mô cũng nghèo. Thì ông kết hợp cái câu ca ru con này với đứt que chèo, thì ông mới bàn với bà cụ, chắc trời đất á khiến mình lên đây để lập nghiệp. Ông mới nói với bà như thế. Thì ông quyết định là lên cầm sào khai quang ra. Khai quang đến đâu ông là nghề nông đến đó. Một thời gian sau khi mà ông giàu lên rồi, ông mới mua có những người mà khai phá lần cận nhỏ luôn. Lúc đó ông cụ mới nắm trong tay là tới 2.000 mẫu đất.
Thì tôi nói vắn tắt với quý khách vậy thôi, chứ thật ra là ông cụ cũng lập nghiệp mười mấy 20 năm, ông mới có cái cơ ngơi như vậy. Từ khi mà ông giàu có tiếng cái vùng này rồi, ông mới đi trở ra rừng, ông chọn cái nguyên liệu gỗ ông mua. Ông mua xong rồi ông cũng vận chuyển bằng đường thủy không, kết bè lại, mướn nhân công bè ghe bè theo nước. Khi mà đủ nguyên liệu xong vào năm 1890 thì ông mới trở về ngoài Huế và ông rước 50 thợ từ ngoài Huế vô để xây dựng cái ngôi nhà cổ này. Rồi cái ngôi nhà cổ này ông cũng cất theo cái gốc của ông là gốc Huế luôn. Rồi cái ngày mà ông cụ cúng dở gỗ để làm cái nhà này, ông mới mua cái mâm trái cây to vậy nè ông cúng. Thì trong cái mâm trái cây á, nó mới có cái quả bưởi. Cúng xong cái thợ ta ăn, ta dục cái hạt bưởi vậy đó, cây bưởi nó lên từ hạt luôn. 7 năm sau cây bưởi nó cho ra trái là ông cụ mới gác đòn dông thôi, mới gác đòn dông trên đó. Ừ, là tại vì ông khởi công năm 1890 mà đến 1904 mới hoàn thành cái ngôi nhà này nha. Tại vì cái thời điểm đó em biết làm bằng thủ công, làm bằng tay không, không có máy móc gì hỗ trợ hết đó. Rồi cái nhà này diện tích của nó là hơn 500 mét vuông, 80 cây cột mà là 48 cây cột gỗ lim như thế. Rồi cái máy hối ông cụ ngày xưa là có vẻ như vậy, nãy em quay rồi đó. 80 cây cột và 50 cây cột gỗ lim, 48 cây cột gỗ lim. Còn kèo đồ em quay này, kèo có chạm trổ luôn ha, rất là sắc nét. Đấy. Rồi về mặt kiến trúc này, ông cụ dẫn rước từ thợ từ Huế vô, về bên mặt chạm trổ này nha. Hợp đồng ăn tiền, đúng rồi, hợp đồng ăn tiền ông cụ là khác nha. Dạ. Bên mặt chạm trổ này thôi, ăn tiền ông cụ là bằng cái dăm bào. Dạ. Như người ta làm từ một đoạn vậy. Chiều người ta quét cái dăm bào này lại, có cái chén dung tích gì là lường, cứ một chén vậy là ông cụ phải trả cho cái nghệ nhân này 5 cắt. 5 cắt là nó tương đương 3 dạ lúa hồi xưa ấy. Dạ. Thì ba chồng cô kể như vậy. Dạ. Tại cũng như là mình phải so sánh với lúa đi chứ mình không hiểu 5 cắt nó như thế nào. Dạ. Đấy. Con thấy là ông cụ đổ kỳ công vô cái nhà này nữa là nhiều. Con bướm nè. Chim chóc rồi. Những cái quả tiết ở đây rất là nhỏ luôn nè. Do sốc. Cái này là gỗ, là gỗ một khối à, một khối người ta đẻo. Cái này là những quả tiết này là tượng trưng cho là chim muông hoa lá cây thú. Rồi bây giờ cô nói thêm cái nữa là đặc biệt cái là liễn. Dạ. Liễn đều là liễn ốp hết. Như một cái cây to rồi ông cụ mới cho nghệ nhân móc để nằm ôm sát theo thân cột hết. Một cái tấm liễn gì nó rất là nặng mà nó chắc lắm em. Dạ. Như những cái nhà thường, mấy cái nhà mà cũ ấy, đa phần thì liễn ngang. Nhưng mà cái nhà của ông cụ ở Bến Tre này thì lại là liễn ốp hết. Dạ. Nó cũng cái đặc biệt trong đó. Một ngôi nhà xây 14 năm trời dòng dạ. Ví dụ như em về em thấy cái nào mà nếu mà dòng dạ này kia lại cứ cắt. Dạ. Chứ sao đâu, cô cứ nói chứ để. Không, tại vì tụi con làm clip dài lắm. Không sao. Người ta cũng muốn biết mà từng cái hoa văn này đó, tôi lúc là những khán giả người ta ở xa người ta không đi được, người ta có thể coi trên hình ảnh. Những người lớn tuổi rồi người ta nhiều người. Rồi mời mấy em đi vô trong ha. Rồi tôi nói thêm cái nữa nè, khi mà ông cụ ông cất cái nhà này xong á, ông cho nguyên cái kiếp gỗ cất cái đình đại điền. Cái đình đại điền nếu mà từ trong tân phong dạ ra nãy đó, con có ra con đi ngang cái đình nó quá trời lớn luôn, là ông cụ đã góp công nguyên cái kiếp gỗ con vô cột tròn đen gì hết. Dạ. Là ông góp công để cất cái ngôi đình đó. Cái đình trời ơi, tự nhiên á cô mặc áo ngắn tay này không biết đi lên không, người ta không có sao nói cô, không sao đâu cô. À, cô ơi, cho con hỏi hai chữ trên đây là hai chữ gì cô hả? Hình phủ đi. Dạ. Huỳnh phủ. Huỳnh phủ. Họ Huỳnh mà. Huỳnh nhà phủ. Thờ đây là nhà thờ của họ Huỳnh, có hiểu không? Huỳnh là phủ. Cái nhà này to là gọi nhà Huỳnh phủ. Là cái bức Huỳnh phi này á, là hai chữ trên đó là chữ Huỳnh phủ không con? Đúng rồi. Chữ vàng. Dạ. Hai chữ vàng. Ở trong đây con rồi, nghe nói. Rồi con đi vô luôn nha. Con thấy mà nếu mà đúng có gì chung luôn con, có hai mắt cửa nè con. Đúng rồi, đúng rồi. À, con để ý quá. Con để ý quá, đúng rồi, có hai cái mắt cửa luôn á. Ủa sao tại vì ở ngoài miền Trung là phải đi vô là phải có hai cái mắt cửa. Em trai ơi, cho anh hỏi sao mà em có đi ra miền Trung anh không quen? À dạ có, em có đi du lịch đó, em có phượt á. Hay quá. Rồi đi Hội An kìa. Dạ. Không à, cô chú chị đây bữa nay có đứa em cũng đi ra quan mà em nhận ra là hai cái mắt đó là của nhà rường Vũ Quế. Hai cái mắt đó một số ngôi nhà để siêu là bây giờ mình sẽ chờ cái gian nhà rộng quá nữa. Cô chia sẻ rồi chứ mình sẽ ra ngoài quay hình tổng thể lại cái mặt trước cho quý cô chú chị xem. Đây là những hoa văn phía cột kèo. Những cái kèo này và đó là đẻo một cách rất là sắc sảo. Quá trời đẹp luôn.
À, quay kiểu này nếu thực ra ánh sáng là phải đủ và mình phải mở một cái góc rộng thì có thể bao trùm hết tất cả những cái góc nhà. À, đây là một cái bộ cửa sắt, mọi người thấy là thời đó người ta làm rất là chắc. À, những cái nơi mà gác những cái ấy, người ta có xây một cái lộ khiết cũng là để gió lùa luôn. À, cái thành nhà thật ra là cái nơi giống như bao phủ lại cái nơi đây, tức là bao phủ lại cái khung nhà trong, khung nhà gỗ, ở ngoài là thành bê tông. Ở đây là có một số hình ảnh của ngôi nhà phía trong, trước khi ngôi nhà sửa, và cái khu mộ nữa. Dạ dạ. Cái này là của trường, hồi đó là đi rửa hông lên. Nhưng mà Tư mới nói là ông xã Tư cũng bị bệnh vậy á, chiều đó ông đi đốt nhang, ông mới khui cái cửa đó. Chứ thật ra là hồi phải đi cầm giùm em lên. Không có cho đi cửa chính vô. Ở đây là trước cũng để bàn này kia nữa. Cái ngôi nhà này á, cái có cái kiến trúc quá nhà ấm, thấy thương sức không? Hơn quá nhà ấm. Cái ngôi nhà này có kiến trúc quá đẹp luôn con, nhưng mà tiếc cái là nó thiếu ánh sáng. Thiếu ánh sáng hả? Dạ. Thiếu ánh sáng thành ra là cái nó lên không được. Tại vì con đi tại cái nhà cổ hồi xưa vậy anh. Đó, con đi chiều quá chứ con đi giấc sáng, con mở cửa kia là nó sáng lên. Tự nhiên muốn đi quay nhà cũ mà đi tối quá rồi. Tụi con đi giờ đi, đều 4 giờ chiều rồi. Đi sao lắm rồi, con sao với là quay một số nơi ngôi nhà khác trước. Vậy hả? Dạ. Sợ tối không á? Sợ tới là tối. Nhưng mà điều cũng... được không con? Tạm được không? Dạ cũng được luôn. Thôi bây giờ lỡ rồi mình cũng dạ. Tạm được đi ha. Chứ bây giờ nó lỡ rồi. Nói đại cái dạ. Gia này là gia đình của phía ông cụ mà cất cái nhà này nè. Hồi đó là ba chồng cô nói là ngủ trong cái gian này. Dạ. Có phòng từng phòng hết bằng giác bổ kho như thế này. Nhưng mà sau chiến tranh đồ này kia rồi ông nội cô sợ đi. Không có vợ con mà. Để trống thôi mà là để kỷ niệm thôi. Hồi đó ba má cô đồ gia đình không ai ngủ trong gian này. Như là của ông cụ để kỷ niệm thôi. Hồi đó là dạt qua hai bên ở ngoài vậy cũng. Cái này là để kỷ niệm của ông thôi. À, trong này nhiều đồ đạc nhưng theo thời gian nó cũng hư hết rồi. Có hai cái chiếc giường này. Cũng dạ, theo cái nhà đúng rồi. Cũng như thời cái nhà. Cũng như là coi như là cái con biết là cái giờ cũng như còn cái gì là mình để kỷ niệm cái nấy đi. Dạ. Vậy đó. Đó cái két sắt này kìa. Hai cái giường này là con cũng đi nhiều nhưng mà không ít thấy kiểu giường này luôn. Cái này thì không được bằng như con tử Bạc Liêu, con tử Bạc Liêu thì có dạ có dạ. Cẩn ha. Cẩn, có này là ông cụ không. Cẩn ngà với chai. Ông cụ ông chỉ đơn giản thôi. Có vàng bùn nữa. Nhưng mà cái kiểu này cũng là hiếm. Hiếm thấy lắm. Vậy hả? Dạ. Hiếm thấy trong một số của nhà cổ. Cái giường này có được đính đá không cô? Là sao? Có được không, đính không. Đá không? Gỗ. Dạ gỗ không? Gỗ không à? Dạ dạ. Đó, không có mộng chặn. Cô thấy cái vàng gỗ khung cửa thôi là cũng rồi. Này, cái nhà này, cái vàng dập này được chạm chỗ tráo quá thì gọi. Đây là cái kép sắt. Đây là cái kép sắt thời Pháp. Giờ còn vàng trong đây không cô? Cô mà có vàng cô đâu có làm vậy, đó đâu có cái quán nghèo vậy đâu. Ủa cái quán trước là của nhà cô hả cô? Cô ở cái nhà vậy, chừng nào mà có tiền có được cái nhà này cô? Cái này của ông bà cô đó. Dạ biết rồi thì cô cũng có phước lắm, cô mới mua cái nhà vậy. Ông bà bên chồng của cô. Cái quán này trước là của nhà cô hả? Cái quán dạ. Ở nhà cô với chú vợ đó, tại vì chú về sức khỏe là nãy cô nói với con. Dạ. Chú hồi đó là mới bệnh rồi đi ngồi xe vậy đó. Dạ. Tội nghiệp lắm, ông ngồi là ông khóc luôn á. Nhưng mà sau này từ từ rồi phục hồi lại. Như cô đây là đời thứ mấy rồi cô hả? Cháu dâu đời thứ 6 rồi. Cháu dâu đời thứ 6. Dạ, dạ cô dẫn tụi con lên. Rồi lên đây là cái gian bên này là gian thờ. Cô lên đây là gian thờ. Cô vô đây luôn không em? À vô đây không thôi à, vô đây ngon. Chắc lên đây rồi phải vô tới đây chứ. Ok.
Ờ, còn hình, cầm như vậy. Để nó quay liên tục luôn. Tụi em con ra nhớ ủng hộ hai anh ha. Chắc vậy anh. YouTube TV 886 với Quỳnh Phú trên nào. Dạ, Quỳnh Phú trên nào với... YouTube TV 886. Dạ, đi quá hả? Dạ, em đi nhiều lắm, xem em chạy đi. Đẹp trời. Dạ, đúng rồi. Em quê ở đâu? Dạ, Vĩnh Long. Vĩnh Long hả? Cái bàn thờ này là ông bà. Ủa, giờ em đi qua đây. Ông bà nội chồng chạy của tôi. Dạ. Yeah. Ông bà nội chồng của tôi. Ha. Là người thứ tư. Chúc tuần của người Vĩnh Long. Ủa, anh cũng... Anh từ mai anh qua. Mai anh qua Vĩnh Long. Anh thăm nhà tổ Vĩnh Long anh. Đúng rồi. Cái trường này cái đúng rồi. Dạ. Còn cây là ông bà có cái nhà. Thì do là cái ánh sáng trong nhà cũng không đủ với nha. Ra mình quay là có thể là nó hơi tối một xíu, cũng rất mong là quý vị thông cảm cho, rất là tiếc. Tại vì khi một chặng đường xa xôi là tới đây khoảng 4 giờ chiều rồi. Có mấy giờ này. Nó ở dữ lắm. Những cái cột vào nó là khủng luôn. Bây giờ tìm ra 48 cột gỗ lim. Đẹp quá luôn ha. Trời. Này cái nhà này như ba gian chính, cho nên nó cũng là ba cái cấm thờ. Ba cái thấy là cấm thờ rồi. Tỉ mỉ rồi khéo ghê luôn. Có những cái câu thơ câu đối rất là nhiều chứ nó. Dạ. Rồi cái này gọi là bao la. Dạ. Thì nguyên cái bệ gỗ nó to thế này là nghệ nhân người ta chạm trổ hoa văn nó nổi cao. Rồi ông cụ mới cho sơn son thiếp vàng. Nè em thấy thợ ngày xưa rất là tài hoa không? Làm thủ công mà làm từ cái ánh mắt của con hạt này, cái cánh này, cái vảy tới cái ngón chân, làm rất là khéo. Thì cái bông lan này theo như cái con coi là như làm long lân quy phụng. Tứ linh. Tùy thôi. Tùy bên. Không, cái tùy đôi. Cái ngôi nhà này nè. Tôi thấy là mỗi nhà mỗi khác nhau hết trơn á. Ở đây thì có chim muông hoa lá về những cảnh thú vật, kể cả có trong 12 con giáp luôn nè, thỏ chuột thì cũng có nè. Đa phần là tùng cúc trúc mai. Dạ. Ba chữ này là cái gì? Sơn thọ Nam Sơn. Thọ Nam Sơn lọc từ đẩy qua, thọ Nam Sơn. Thọ Nam Sơn. Dạ. Là ông cụ nói là nghĩa là trường thọ. Dạ. Thọ Nam Sơn. Còn bốn chữ bên đây là gì? Bốn chữ bên đây là huynh để trung tính, để nha chứ không phải đệ. Huynh để trung tính. Bốn cái chữ này ông cụ để chính giữa này là ông nhắc nhở là con cháu sống ở trên đời là phải hiếu thảo với ông bà cha mẹ nè, anh em phải hòa thuận với nhau, là nhất ở trên xã hội phải có chữ tính. Là bốn cái chữ này ông để chính giữa để nhắc nhở con cháu ấy không? Rất là ý nghĩa. Rồi ba cái chữ này là Lan Quế Phương. Ủa chú cha ơi, có sao không? Lan Quế Phương hả cô? Lan Quế Phương là ý nghĩa, như là ý nghĩa là như mấy cái loài hoa mà thơm này. Thơm ngát bánh phương vậy đó. Cô cũng nghe ba chồng cô nói là giờ con hỏi thì con cũng nói vậy. Lan Quế Phương. Ba cái chữ bên này. Thì ở trên những cái bao la này tôi thấy là được khắc những cái bài thơ trên đây rất là nhiều. Mấy bài thơ cô không biết. Mấy cái chữ rất khó. Giờ này chỉ có người xưa người ta đọc từ chữ nho. Ồ, cái này đó bị bông hết tiếng quá cô ha. Bông mấy cảm nhật cự. Đây là những cái bức tranh nè. Nhưng mà tại vì đời tôi khó giữ rồi nó vậy rồi con. Dạ. Giờ con quay mấy cái bài thơ thì nhìn nó đẹp hơn đi. Lỡ mấy cái bài thơ quá. Tiếng có mấy cái cảnh của mỗi cái bức tranh là mỗi câu chuyện không á. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà tiếc là bị bông hết. Con đi ở ngoài Quế á. Là ở ngoài cũng nhà to vậy hả con? Chứ Quế là nhiều lắm mấy con. Cái này là ở về mấy kiến trúc Quế nè, con nhìn vô là con thấy nó kiến trúc Quế rõ ràng. Dạ. Đúng rồi. Bắc Trường Thàng á. Đúng rồi, Vĩnh Long á. Dạ, nhìn xéo qua. Cũng ở trong có cái nhà cũng đồ đạc nhiều lắm á con, cô thấy nó lên. Dạ, cái nhà cái cường nó cũng chạm được luôn, nhưng mà cái nhỏ hơn, nó không chạm bự luôn, chi tiết nhỏ hơn, nhà nhỏ hơn, nó không có động gì. Rồi, có cô có câu.
không có biết hắn chỉ còn xem tivi. Cô ít có dịp đi đâu không, tại nhà chú cũng vậy đó. Rồi nhiều khi khách cứ tới là chú không có đi được. Rồi thằng thằng cô một tối nhà cứ nhà vậy. Chắc chắn họ đẹp quá. Con làm cái trục tròn rất là khéo. Con vô con nhìn thấy cái trục tròn con phải nể cái người họ người xưa luôn á. Cái này là nguyên một khó người ta trục tròn hả con? Thì nãy giờ mình im lặng để quay một số cảnh cho quý vị khán giả có thể nhìn và chiêm ngưỡng như thế nào. Một không gian khá là tối nên là khí lượng về chất lượng hình ảnh nó sẽ kém hơn nha quý vị nha. Nơi đây là nơi thờ cúng chia làm 3 gian và có 2 gian phụ thờ có lẽ là người thân trong gia đình, còn chính giữa là mình thấy thờ Phật. Còn đây là cái cửa nè, này là có thể mở cái song cửa không có ha. Cái thang ra, cái đây đang lấy có thang cài. Nguyên một chàng gỗ cực khủng. Cũng như là bên chồng cô là 7, còn hiện giờ là 7 anh chị em. Còn cô với chú là được 2 anh chị. Một chị thì là giáo viên, một chị hiện nay 40 tuổi rồi. Còn ở đây luôn hả? Rồi chị kiểu như chị có chồng 2 đứa con nhưng mà chị không có hạnh phúc ấy. Rồi chị thôi vì giờ chị ở với cô. Còn chồng con trai cô á thì giờ nó học xong rồi nó đi làm thành phố, tại công việc nó đã nó lòng. Cho nên là giờ chị gái lại ở với cô. Cũng là lúc nãy nghe cô nói đúng là khi mình quan sát lại cái trụ này khá là độc đáo. Một cái cây gỗ họ đục phía bên trong là xuyên phía bên trong luôn nha, không phải lắp ghép. Người thấy con rõ quá hả, con nhìn con thấy luôn đó ha. Đó, đó, đúng rồi. Thì qua những cái hoa văn như thế này, những cái nét chạm trổ thế này thì mình mới hiểu ra tại sao những cái người xưa người ta xây dựng những ngôi nhà kiểu miền Trung, kiểu Huế đồ thì đa phần đều chuộng thợ ở miền Trung vào, đặc biệt là Huế. Một số khu nhà cổ mình đi như là nhà cổ của ông Trần Công Vàng hoặc là nhà cổ của ông Trần Văn Hổ ở Bình Dương cũng là đa phần là mướn những người thợ nhất là làm nghề từ Huế vào. Đây phải nói là khá là khủng về những cái nét chạm chỗ nơi đây. Tất cả những cái bao lam vô đầy đỏ nơi thờ cúng đồ là đều sơn son thiếp vàng. Một cái nơi trang nghiêm và đa phần những cái sơn son thiếp vàng là dành cho những người giàu có này họ nữa. Đa phần là trong những phủ chúa, những cái nơi vua hoàng mới có như thế này. Đặc biệt hơn có một cái căn nhà mà lần trước mình quay ở Tiền Giang của nhà cổ khoảng 200+ năm á, thì cũng có một cái bao lam và cũng có nơi thờ cúng, tất cả đều sơn bằng vàng luôn. Ở đèn luôn, cô bò đi luôn. Tại vì người ta ở xa, người ta lỡ gì vậy đó, người ta đi tới mà tối quá cô cũng vô mở đèn cho xem luôn. Rất tiếc là những cái mảnh cờ, những trên nét chữ, những cây cỏ hoa văn nó đã bị chớt đi một số khá là nhiều. Khá là đáng tiếc hơn. Chào cả nhà, thì nãy giờ mình cũng đã review sơ sơ vào phía bên trong cái ngôi nhà. Thật ra thì cũng chưa đi hết, tại vì khi vào buổi chiều ở bên trong cũng khá là tối nên mình chỉ có đi quay ngang qua và phía bên trong được cô trong đây giới thiệu cũng rất là kỹ càng, nên là có bao nhiêu hình ảnh đó thì mình chỉ gom và quay được bao nhiêu đó thôi. Giờ video mình cũng xin kết thúc tại đây luôn và anh em mình sẽ tiến ra ngôi mộ của ông để quay luôn vừa nhà vừa mộ để cho quý vị cùng xem. Khá là đẹp. Để anh ấy vô. Dạ, để chụp hình anh này rồi.
Sao em xích ra xíu cho nó ánh sáng nó vừa đủ em. Dạ. Tinh tế nha. Dạ. Đúng rồi, để ngang lên một xíu.